Rồi, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lại shop cúng kít nhà em nhé. Đấy, hôm nay em sẽ lên cho mọi người một mẫu con rùa nhé. Em lên cho mọi người xem cái mẫu con rùa của nhà em nhé. Đấy thì đây ạ. Đây thì trong bộ sản phẩm nó sẽ có một con rùa đóng túi bóng như này. Đấy. Khi bộ sản phẩm này em tháo ra nó sẽ có đây ạ. Bộ sản phẩm này sẽ có một cái dây để buộc nhé. Đấy. Đây ạ. Một cái dây để buộc này. Đây nhá, một cái dây để buộc vào lưng này. Đấy được chưa ạ? Đây. Một cái dây để buộc vào lưng như này. Đấy, để cho các bé dắt đi chơi nhé. Không biết là mọi người có nhìn rõ không ạ. Đấy, một em rùa như này sử dụng pin đây ạ. Mọi người tháo cái này ra. Đấy, sau đó là mọi người sử dụng ba cối pin tiểu to này nhé. Đấy, mọi người lắp vào được chưa ạ. Đó, sau đó mọi người đậy nó vào nhé để cho các bé chơi nhé. Đó, như thế này. Được chưa ạ? Đấy, em để ra đây thì em bật thử cho mọi người xem này. Sau đó mọi người gạt công tắc đây nhé. Đó. Được chưa ạ? Đấy, có điện nhé. Đấy, có nhạc này. Cho các bé vui chơi nhé. Ok chưa ạ? Đấy, bỏ xuống này. Em bỏ xuống đây cho nó đi nhé. Chơi rất là vui luôn.